khi bạn yêu một cái gì hết mình và thích thú nó, thì cả vũ trụ sẽ quay lại đóng góp và giúp đỡ bạn. Nghệ sĩ mà không có câu chuyện buồn thì nghệ sĩ không vẽ được. Họ vẽ cuộc đời của họ, dù có đói, dù có vất vả, dù có thiếu thốn đủ được, họ có thể thành công hoặc có thể chết trong bóng tối, nhưng họ vẫn làm, Em mê vẽ, nhưng mà ba mẹ không có ưng, không có đồng ý gì hết. Cứ muốn em thi vào sư phạm hay là một cái nghề gì đấy ổn định cho cuộc sống. Nhưng em không có chịu nghe, em trốn vào Sài Gòn, em đi làm thuê. Luyện thi 4 năm để vào cho bằng được Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Thì cái đấy là cái ước mơ nhất cuộc đời em. Không thích cái gì hết ngoài được làm nghệ thuật. Dù có khổ, dù có như thế nào, thấy được vẽ là thấy tự nhiên mình sống. Thời điểm buồn nhất là cái thời điểm mà sống ở Hà Nội ấy. Lúc đó cảm giác mình bị cô đơn, lạc lõng giữa một cái thành phố. Không có ai muốn dạy vẽ cho mình, không có ai muốn chia sẻ và rất là buồn. Và sau cái những cái trận buồn đấy thì tự nói với mình là thôi phải cố gắng lên thôi. Thượng đế rất là công bằng, ai cũng có một cái sở thích chết. Và mình hãy đi đến cùng cái sở thích của mình. Đừng có vì những cái hạn chế, những cái người mà không ủng hộ mình. Nếu mình đã thích cái gì mình phải yêu đến cùng đi. Còn ai khuyên mình thấy tốt thì mình giữ lại. Còn họ nói mình không tốt hoặc là nói mình để không có động lực thì mình bỏ qua. Sau khi mà học năm thứ 3 đại học ấy, thì cả các thầy cả em thì thấy em có duyên với sương mài hơn. Thì các thầy mới khuyên em thôi Long, em nên theo sương mài vì em vẽ sương mài rất là tình cảm. Cái làm lên một tên tuổi họa sĩ ấy, là cái sự trời cho. Có khi anh ta đặt những cái mảng màu đặt cạnh nhau mà nó lại tình cảm thì cái đấy không có ai dạy được ai hết. Việt Nam này nếu mà vẽ sơn mài thì không có nhiều họa sĩ tìm ra được cái màu này, cái màu xanh cổ vịt. Đấy, cái màu xanh trên cái lông con vịt á, trên cái cổ con vịt đấy, màu rất đặc biệt. Em rất thích cái màu cam của Đức Phật, những cái áo cà sa đấy và đấy hai tông màu chủ đạo. Có những người nước ngoài, vị khách nước ngoài nói rất là hay. Họ bảo nhìn tranh Long á, thì Long giống như là có một cái nguồn năng lượng từ Thượng Đế ban cho á. Tức là trong bạn ấy chỉ có tranh và tranh thôi. Có người thì hỏi là Long đã đi châu Phi chưa? Sao những cô gái của Long nó âm hưởng một cái gì đấy rất là kỳ bí, hoang dã. Nó có những cái tạo hình mà mắt thường mình không có, đúng thật. Nếu mà nhìn cuộc đời thường thì không bao giờ có trong tranh của Long. Mọi người sẽ thấy là tại sao vẽ khó hiểu thế? Thực ra là những cô gái này thực ra là em cả đấy. Thế em chỉ thay cái cơ thể của em bằng cô gái, một tâm sự một mình. Nó là một cái thứ nghệ thuật tạo hình, chứ nó không còn là cái câu chuyện cây đa bên nước sông đỏ nữa, ai nhìn cũng thấy như ngày xưa nữa. Long có một cái ứng xử với sơn mài rất là lạ, là tất cả các cái thâm trầm của sơn mài truyền thống Long vẫn giữ được. Long vẫn mài thẳng nhưng hoàn toàn không bị thẳng như mỹ nghệ, không bị bóng như mỹ nghệ. Và cái thâm trầm ấy nó lại vẫn hiện đại, nó không bị đi mỹ cảm hoặc view của mỹ thuật truyền thống của các cái lớp họa sĩ đi trước ám ảnh vào anh. Đến hôm nay là 2018 là em vẽ được 80 tranh, một con số rất là lớn. Nếu mà sơn dầu thì em không nói, sơn dầu thì đấy là con số bé, nhưng mà sơn mài nó rất là công phu. Muốn mài được thì bạn phải mất cả tuần trời. Vẽ lên xong đấy chờ nhiệt độ nó khô bắt đầu mới mài được. Tất cả các nước phương Đông đều có cây sơn mài, nhưng mà mục tiêu nó chưa thành tạo hình, chưa thành tranh được. Nó chỉ dừng lại ở mức là mỹ nghệ. Sơn mài của Nhật không có tốt bằng sơn mài của Việt Nam. Thậm chí sơn mài Việt Nam đắt hơn 100 lần, 90 lần so với sơn mài của Nhật. Mà sao những nghệ sĩ của Nhật họ có thể đẩy lên một cái bát không có thể 20.000 đô, mà trong khi đấy một bức tranh, một tác phẩm của Việt Nam cũng chỉ có tầm đấy thôi. Cho nên em muốn em sẽ đi đến cùng để mà tất cả những các bạn bè quốc tế biết đến cái sơn mài của Việt Nam.